bò đi, kiếm bò. Xin được cảm ơn Khánh Vân. Và chúng tôi xin được chào đón gương mặt tiếp theo sẽ xuất hiện trên khu vực đường đỏ của chúng tôi. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với bạn Thu Trang là top 10 của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Mọi người còn một cam nữa. Like thì đâu có được rồi, nhưng mà nó mới được coi. Bấm người con em cái gì? Cắt ốc thôi hả? Với ốc một cái. Có thể sơ cua. Thẻ thì nhấp rồi nè, sống. Xin được cảm ơn Thu Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón Hoa hậu Nguyễn Thị Thành. Like trực tiếp. Kêu chẳng kêu mình chồng nhé. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón gương mặt giám khảo sẽ đồng hành xuyên suốt của cuộc thi Mr. Việt Nam 2019. Xin được giới thiệu giám khảo nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy. Quý bảo ơi. Quý bảo. Quý bảo. Quý bảo ơi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón tiếng hát của phát ngôn cuộc thi giọng hát Việt Ali Hoàng Dư. Chúng tôi xin được mời tất cả quý vị có
quan khách vừa mới đến, chúng ta có thể di chuyển vào khu vực đất rót để ghi lại ảnh cùng với ban tổ chức chúng tôi. Và chúng tôi xin được thông tin để cho tất cả quý vị tiện đồng hành cùng với ban tổ chức. Khu vực đất rót thập đỏ, chúng tôi sẽ bố trí khu vực ở bên ngoài có hai đất rót. Đất rót đầu tiên là nơi Bác Đi đang đứng, là nơi chúng ta sẽ cùng ghi lại những hình ảnh livestream để tương tác với tất cả quý vị khán giả yêu mến cuộc thi này. Và sau khi chúng ta ghi lại hình ảnh này, thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị tiếp tục di chuyển qua khu vực đất rót thứ hai, là nơi chúng ta sẽ cùng ghi lại những hình ảnh cùng với những người đồng nghiệp của mình. Và bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị quan khách các chiếc bảng da về phía các thành viên trong ban giám khảo. Các vị khách mời, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào khu vực thảm đỏ để cùng ghi lại hình ảnh cùng với ban tổ chức chúng tôi. Và sẽ được chào đón tại khu vực đó, đó chính là Nam Vương Phạm Thành. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào khu vực thảm đỏ. Anh mời chúng tôi đi. Chúng tôi xin được chào đón các đồng chí vừa mới là buổi công bố cuộc thi Miss Việt Nam 2019. Hiện tại thì chúng tôi đang cùng với các hoạt động tại khu vực thảm đỏ. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển ra khu vực thảm đỏ để cùng giao lưu cùng với ban tổ chức. Chương trình của chúng ta đang được livestream trực tiếp trên kênh YouTube của Legend Media. Rồi, nhìn lên chứ nào, rồi hai. Thưa quý vị, và đến với buổi công bố của cuộc thi Mr. Vina 2019 và sự góp mặt tham gia của các anh chị phóng viên báo chí, các anh chị nhiếp ảnh gia về phía ban tổ chức và giám khảo, thì chúng tôi cũng đã chào đón tất cả các bạn thí sinh là những gương mặt sẽ đồng hành cùng với cuộc thi năm nay. Và bây giờ xin mời các bạn thí sinh sẽ tham gia vào cuộc thi Mr. năm 2019. Xin mời các bạn cùng di chuyển trên khu vực thảm đỏ. Xin được cảm ơn các bạn, xin mời các bạn cùng di chuyển qua backdrop tiếp theo để ghi lại hình ảnh.
Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón tổng biên tập của báo Nhân Đạo, anh Đinh Bá Tuấn, là người cũng sẽ đồng hành cùng với cuộc thi Mister năm 2019. Anh Đinh Bá Tuấn cùng với những người bạn của mình đã xuất hiện trên khu vực khán đỏ của buổi công bố cuộc thi Mister Việt Nam năm 2019. Trên đâu? Mà mình chưa thấy tình cảm của mình cái này rồi. Bởi vì giờ đang gì hết. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng gặp gỡ tại khu vực thảm đỏ, đó chính là tổng biên tập của báo Nhân Đạo, anh Đinh Bá Tuấn. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút với anh ạ. Các bạn thân mến, đứng bên điện cạnh bên điện này đó chính là tổng biên tập của báo Nhân Đạo, anh Đinh Bá Tuấn, người sẽ đồng hành xuyên suốt với cuộc thi Mister. Chả biết nói gì nữa.